Lần đầu tiên cho phép em xin được gửi tới các thầy cô giáo, các vị ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đang có mặt tại hội thi ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em xin được giới thiệu, em tên là Phạm Huy Hưng, em đến từ chi đoàn 12E. Và hôm nay đến với hội thi, em xin thể hiện ca khúc Hát về Hải Dương, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bao đời xin hát về Hải Dương yêu dấu.